Bà con thấy không? Đổ nguyên liệu phát là cám nó ra rất là nhanh như thế này. Ra tốc độ quá nhanh luôn bà con ạ. Rất là đẹp, viên cám ra rất là đẹp như thế này. Máy chạy có tải quay rất là êm nha bà con có thể thấy là máy chạy quá tải quay rất là êm. Ra quá nhanh nhỉ. Dòng này chạy quá sướng luôn, quá thích luôn. Một số khu công nghiệp cũng có thể sử dụng dòng S18633 này. Chạy quá nhanh luôn bà con. Dòng này thì em nghĩ với dòng 3 pha này sẽ đưa năng suất từ 250 đến 300 kg một giờ nha bà con, với dòng 3 pha này. Chạy nhanh thật, dòng này chạy nhanh thật. Đấy, bà con thể thấy cám ra rất là đẹp như này này. Dòng này khi mà không có tải thì máy có thể là kêu to hơn một chút, nhưng mà con còn có tải thì nó chạy rất là êm. Thôi được rồi, tắt máy. Đấy thì bà con có thể thấy không ạ? Bên cám lấy cái này nếu như cái độ ẩm của nó cao nhiều đúng rồi, máy đúng rồi. Nó ép nó cứng hơn tí. Đấy, bà con có thể đánh giá luôn cái viên cám. Nóng luôn mà. Nóng chín mà. Chín thì nó không chín hoàn toàn đâu. Vậy nhưng mà dòng này thì mà phơi qua một vài nắng nữa thì bảo quản được thoải mái. Để... nó cứng cứng đét luôn cái như cám cò mà. Cái này để giờ đến tới không kịp phơi. Nó như là mình mình ép ngày nào mình ăn ngày đấy mà chẳng nhất thiết phải. Nó nhanh chạy nhanh thế này thì mình làm qua đêm rồi. Qua đêm nó thiêu nhưng mà không cần thiết thế. Ép xem một lượng một ngày. Sao thế nào sếp, bắt tay với sếp cái nào? Bắt tay với sếp, đây là ông chủ của máy nhà bà con. Gia đình cũng mua cái máy để về là cũng để chế biến cái cám ăn rồi chăn nuôi. Rồi rồi thì anh giới thiệu và qua cái cảm nhận một chút. Anh tên gì nhỉ? Tôi là Cao Bảy. Anh Bảy rồi. Rồi rồi. Hôm nay anh em ở Hà Nội đưa máy lên về gia đình cũng dùng thử để xem là cái chất lượng như thế nào. Rồi. Vâng, rất cảm ơn anh nhé. Thì cảm ơn anh đã tin dùng và cũng là đã ủng hộ và giới thiệu đến rất là nhiều quý vị bà con. Đấy, đang anh phải nói đôi lời đến khán giả của em như có ủng hộ gì thế nào không nhỉ? Rồi, hôm nay thì là tôi cũng dùng cái máy đầu tiên thì là xem là tất cả là chạy cái chất lượng như thế nào để xem mong mọi người là cũng như tôi đây để mua cái máy để về phục vụ trong gia đình để chăn nuôi sản xuất. Rồi. Vâng, rất cảm ơn các anh là hôm nay cũng đưa máy đến cho đây gia đình hôm nay. Vâng. Cảm ơn các anh. Rồi, xin cảm ơn. Thì bà con có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại chúng tôi để trên góc màn hình để chúng tôi nhận địa chỉ vào giao hàng tận nhà cho bà con nha bà con. Đấy thì với cái dòng ép cám viên S186 chạy điện 3 pha này thì phân phối trên thị trường với mức giá là 9.800.000 đồng nha bà con. Đấy thì sẽ bao cước vận chuyển về đến tận nhà cho bà con rồi nha bà con. Đấy thì máy chúng tôi đã lắp đặt rất là đầy đủ như thế này rồi. Về bà con chỉ việc đổ thêm nhớt vào thôi và bà con có thể là chạy trực tiếp vào. Đấy. Thì một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể bà con đã theo dõi qua cái kênh video của công ty cơ khí Định Thành cũng như là điện máy Cường Linh để giới thiệu qua về cái dòng máy này. Và chúng tôi xin phép được tạm dừng video tại đây. Và cũng như là thân ái chào tạm biệt anh chủ nhà nhá. Cảm ơn nhá. Vâng, xin cảm ơn. Rồi vâng. Đây anh chị đây. Vâng, và xin chào tạm biệt bà con. Bà con đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật tất cả các video mà chúng tôi đi giao máy cũng như là các cái mục sản phẩm mới nhất trên thị trường nha bà con. Rất nhiều hạng máy như là máy thái chuối, máy băm cỏ, băm rơm hay là một số dòng máy băm nghiền đa năng. Rất là nhiều dòng máy và xin chào bà con. Các loại máy. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với công ty cơ khí Định Thành. Thì ngày hôm nay chúng tôi trực tiếp bàn giao máy ép cám viên CLS186 cho bác Hải ở Phú Cốc, Quang Minh, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Thì ngày hôm nay chúng tôi trực tiếp bàn giao và lắp đặt máy tại nhà. Thì lưu ý với bà con với cái dòng máy ép cắm viên S186 Plus này, khi bà con mua về thì sẽ chuẩn bị khoảng tầm 4 lít dầu nhớt 4 tỳ hoặc là dầu cầu hộp số ô tô để mình đổ trực tiếp vào đây nha bà con. Với cái dòng máy S186 Plus này, nó đưa ra cái năng suất tương đối là cao, từ 160 đến 190 kg trên 1 giờ. Hiện tại thì dòng S186 Plus này đang chạy motor 3.5 kW và motor 5 ngựa. Đây là dòng motor Trần Hưng Đạo và motor dây đồng bảo hành cho bà con trong vòng 1 năm. Trong vòng 1 năm bà con gặp các sự cố như là chập chạp điện hay các sự cố ngoài ý muốn thì bên chúng tôi sẽ đổi mới hoàn toàn cho bà con. Nên trong khi sử dụng thì bà con cũng cố gắng là tận dụng nhất cái tối đa cũng như cái khả năng công suất của cái dòng máy ép cắm viên CLS186 này. Đây, dòng này thì cầu hộp số rất là to và chuyển động bằng dây Gura bản đôi B55, có hai cái bu ly từ đầu trục motor và đầu trục cầu hộp số ô tô rất là to như thế kia. Đấy, thì máy thì hoạt động cũng rất là êm. Máy thì bên em sẽ thiết kế một cái automat ở chính giữa như thế này, thì khi về bà con chỉ việc cắm điện và bật automat lên và chạy thôi. Bên em đã căn chỉnh hết hoàn toàn như này rồi. Đây là dòng ép cắm viên S186. Với cái dòng S186 này thì bên em sẽ test hoàn toàn trước ở cơ sở sản xuất, rồi khi giao đến cho bà con sẽ trực tiếp sản xuất tại nhà cho bà con luôn thôi. Và có thể là quay cho bà con thấy cái trộn nguyên liệu. Đây, một anh kỹ thuật của cơ sở Thịnh Thành cũng như là máy Cường Linh đang trộn cái dòng nguyên liệu. Đây, trộn cám như này đây. Cám thì sẽ gồm rất là nhiều nguyên liệu như là ngô này, rồi có cả sắn này, trấu và cám gạo, cám bột, ngô nha bà con. Bà con trộn làm sao cái tỷ lệ, cái độ ẩm của nó từ 15 đến 20% để mình đưa ra cái năng suất cao nhất cho dòng ép cắm viên. Thế là được à? Cô cắm cái điện giúp con cô ơi. Đây, mấy hàng nó thích rồi mà thế là chưa có tiền. Nó chỉnh giới thiệu tiền chẳng phải là giới thiệu luôn. Hai ba con trở lên luôn, nhưng mà rồi, con nó trở dâu. Đấy, bà con để ý là cái cám trộn là cái độ ẩm của trộn đều với nhau, nguyên liệu đều với nhau nha bà con, mà độ ẩm từ 15 đến 20%. Đấy, bà con bóp cảm giác mát mát tay như này là ok rồi, như này cả là có thể là ok rồi đấy bà con nhé. Đấy, lưu ý. Hoàn toàn bằng ngô và một số cấu ngô và cấu và có cái loại thập cẩm như là một số xương cá đồ ra.